Thấy không? Thấy không? Trời ơi, ta cấm nước cho tự vậy chứ lên biến trắng thành đen à. Biến đen nè, biến đen thành trắng. Thấy không? Nè, biến cái nữa nè. Biến cái nữa gà cái áo. Hết rồi đó, biến rồi, biến hết được rồi, hết hết được rồi. Đừng có cá lóc rồi đó. Không, chẳng cái giò này xong rồi. Không mà nó không xuống đường ơn cũng bắt được nó. Ghen ghen cái đường ơn không à. Cái gì đường ơn. Ai con này bự hơn con vừa rồi. Này cá gô nè. Cá cá vợ. Nãy giờ thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình đó, cũng chạy cũng tới nơi với chuẩn bị một cái bó cỏ này nè. Thì chuẩn bị một cái bó cỏ này là biết rồi. Ai đã từng xem kênh mưu sinh miền quê của mình đó, là thấy là biết cái bó cỏ quyền thoại ha. Hiện tại thì mình cũng ra tới Mùa Láng để chuẩn bị mình ủ côn. Rồi em Sơn xin mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Nhà bữa nay anh em đi ủ côn, gặp nào chào nấy, rồi không gặp thì bỏ qua. Bữa nay thì mình nếu mà có gặp cái gì thì mình làm luôn. Nếu mà mình có vịt lai thì mình nhảy xuống là mình bắt vịt lai. Còn nếu mà không có vịt lai thì mình bắt cá. Mà không có cá thì mình dọn về nhà. Hiện tại thì lúc này bên nước lên rất là mạnh luôn á. Quá nhanh luôn rồi. Quá nhanh, nước lên tốc độ. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ gắp côn. Hy vọng là bữa nay sẽ có cá ha, chứ tình hình này nước lên quá mạnh, nước lên tốc độ luôn á, không biết chừng nào sẽ đạt đỉnh. Cái tình hình năm nay là cái lượng nước nó không bao giờ nhỏ, nước rất là lớn. Năm nay nước lớn rồi sao nhiều hơn mỗi năm. Nhiều hơn năm ngoái nhiều á. Năm ngoái thì hình như tới gúng hết đát rồi. Nhưng mà tình hình năm nay là tới ngực rồi. Mà nước vẫn còn đang lên rất là mạnh. Rối bị gan mà đưa câu mấy cọng sắt này thì hình như là nó cong cong nhiều dữ lắm luôn, với thêm hiện tại nó cũng gối, nó xây vòng thì vòng. Đây cái này cho bộ bữa đó là mình đi bộ cá lóc nó chạy nhiều, nó đung vô trong mấy cọng sắt nó cong thôi chứ. Cá đung vô mấy cọng sắt này cong cây chứ. Đây cái sống mà. Cái này thì mình sửa lại cho nó xong gì nè, cái bắt đầu mình nó ngay lại á, mình ủi nó không có bị gối.
bây giờ thì mình cũng làm xong, mình bẻ cho nó ngay lại trơn nè, đỡ gối rồi. Rồi đó, bây giờ mình chạy rồi đó. Chừng nào thấy chuối lên một cái ụng là bắt đầu mình mò cá à. Lên con đầu tiên anh Hùng. Đừng để thất vọng. Lặn rồi, nước cái này sâu vậy đó, mình lặn. Nước cái này hiện tại chuẩn bị đang đặt đỉnh. Cái mức đỉnh lũ của năm 2024 thì lúc này là chưa đâu. Gần đặt đỉnh rồi. Kè kè cá phi kìa. Bắt luôn. Tính né cá phi rồi rốt cuộc cũng dính. Cho em coi cái. Cái này ngang đây nè. Cho em coi. Sâu dữ vậy? Ừ. Ông giờ ông trùng xuống nha. Đó. Đó nó nha. Con đầu tiên nha, nãy giờ cá phi chuối dữ lắm luôn mà nhỏ nhỏ luôn. Vô khoảng trước. Có con này hơi chậm. Nãy chuối nha bậy bậy luôn á. Thôi bắt đây là văn nghệ xem chơi thôi. Dằn nè, dằn gió chút nó vô cá lóc bự. Còn cái bọc mang lên không? Chậm 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 châu châu. Chậm 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 chậm. Xuống xuống rồi. Ôi, chỗ này cái mương. Chỗ này cái mương đó, có chừng cái máy lúc. Câu phi. Nay lên sảnh đó sư phụ ơi. Vô lặn nhõng đít luôn. Phi không? Đó. Không có phi. Con mà bằng tay luôn á nhà ơi. Ây da. Nó đập. Nó đập sư phụ luôn. Bự hơn cái mặt mình nữa nè. Ê hụt giò nghe, hụt giò đó, con hụt rồi đó. Sư phụ của dân hụt đó. Sâu dữ hả? Nè. Ồ, con cá hồ phi. Nó bận mặt mình luôn. Hồ phi cứ già. Hấp dẫn, hấp dẫn. À, dặn mặt nè. Không có hơi cho người ta đưa lại cái clip bức tiêu của mặt luôn. Con này một cá một hồi mình nướng á ha. Thần ơi. Chạy mỡ. Rồi là con cá đó. Rồi, được hai con rồi đó. Biết cái chuối rồi. Chuối một ảnh luôn à, ai ngờ cá phi vô cánh đồng này chất quớt nha, để mình kiếm cái chỗ mà có cá lóc mình bắt. Chạy đi kiếm cái chỗ có cá lóc, ai ngờ cá phi nó lên không. Tìm đó coi chừng cá lóc á. Nè thủ lên tìm luôn nè. Đặt cứng quá, cá chạy. Nắt cứng ngắt à. Nắt quá cứng rồi. Vô vàng cái đồng bắt không sớm. Cá chuối cá lóc lên trịnh đó. Cá chạy tuốt luôn trời. Đó. Ở đây nó ở dưới có một cái mà cá bị hút vô. Hết biết con cá nào. Chậm chậm luôn đó. Hết biết con cá nào mặt mày. Bữa nay đang phi đặng 99% á, còn 100 là chưa có con cá lóc. Quay lại coi. Hùng câu kẽm mà ngồi đặt hùng câu phi luôn nè. Sư phụ của Biên Danh rồi. Đó đó, nó chờ cái bọc sau cùng đó. Chờ cái bọc sau cùng. Đó, bọc đó là mình mới chặt ăn. Nó cho Phú Anh Giang ní ơi. Chào nha. Con cá vô lòng xứ già luôn. Đâu. Hả? Thành kỳ luôn. Con cá vô lòng. Đây cái gô mà bắt còn dính này đừng nói chị cá lóc nha. Cá này nó còn đầy. Con cá này ăn uống gì? Thả đi. Thả vỏ. Ừ thả đi quý. Thả ừ thả đi dục đi. Dục quá ha. Ừ dục. 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 Ừ. Đây đi. Dục nó đi. Cá là ăn uống gì? Đây còn gà luôn. Ừ. Không có sới chân. Đã không sới rồi mình chạy kiếm đá sới mới được.
rồi, xuống đồ mương rồi. Một đồ mương rồi. Tôi chặn nè. Đây con chặn đầu cho. Cái này con nhìn nó lắm già đó. Đâu rồi? Rồi. Con cái giò hả? Cái giò con. Cái này chạy rồi, nó cứng nhắc à. Chắc chú chạy rồi đó. Báo cáo. Hết nè. Đất ở đây cứng. Mày rồi, mày thấy con chuyện mày rồi. Còn tím sư phụ. Tao rơi nước. Nó cái lúng nghe. Chúng nhằn chỗ này mới sâu dữ. Đừng mừng nè. Này nước lên tới ngực luôn. Rồi lên này. Cá lóc đâu sư phụ? Tại ta bắt câu hết câu của bây giờ tới hồ hồ cũng thấy cá lóc à. Con khô này. Con khô này là mình được con loại ra mình được con hướng nè. Con vô phi. Con vô phi danh. Nhắc con phi hoài. Nhắc cá lóc lên, hùng cá lóc bây giờ ngồi lên cá lóc. Nhắc Ngô Phi ngồi lên Ngô Phi không? Đây chỉ còn có hàng Ngô Phi không á. Có hàng con đầu tiên cá Ngô Phi rồi từ đó sau Ngô Phi suốt luôn. Giờ kiếm cá lóc nó hiếm vậy đó. Rồi em nó xong rồi đó. Đang chuẩn bị bắt cá. Cái này lên chắc chắn cá có dính rồi, không chạy đâu. Tại cái bên mà tột xuống dính luôn. Cái bọt nó còn lên. Cái bọt mang của nó còn lên. Tính một nôm hai con không? Nè một con nè. Ừ. Hai con nè. Còn con nữa. Tưởng đầu đem lên cá lóc nó còn mừng. Đem lên cá phi. Bữa nay ăn cá phi mất cổ luôn. Đó. Còn không? Giờ lấy cái nôm đi. Nôm hai con nè. Tin không? Ừ. Hay mương luôn. Vô ngay cái bầy cá. Bữa nay ngày cá đục phi rồi. Cá này đỉnh không? Một cơm hai con. Vậy mới gọi là anh hùng chứ. Hai con đục phi nha, chứ không phải hai con cá lóc à. Đợi trước à. Có cá lóc rồi nè. Ba cá lóc rồi. Cá nãy đâu rồi? Ngay đường mương luôn. Đâu đây? Chứ cuối một đêm nữa nè. Lâu quá chừng nó lên đi rồi. Mất nôm luôn. Kìa 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 nó chú kìa kìa nhúc nhích chú kìa. Ờ rồi bên này nữa kìa. Nghĩ mất nôm luôn rồi đó. Rồi giò ra đúng không? Chắc cuốn cồn đi hướng khác quá. Cái này là xong luôn rồi. Đạp vô cái quỷ. Mấy anh em mình thì nói chung ở đồng nước lũ thì nói chung mình kiếm cái con cá nó rất là dễ chứ không có khó. Châu quậy hồi lên xịn đi. Cái nổi hết rồi. Chùa lắm mất tiêu rồi. Nãy giờ nếu mà mình kiếm ăn thì nãy giờ bao nhiêu là mình dư sức mình ăn à? Bắt tại không luôn. Vậy là con một à? Con một. Nó chuối nãy giờ mấy chục con bắt được con. Bắt cá bằng vợ luôn nè. Nghe cá gô nữa nè. Cá gô. Cá vợ. Trời ơi. Ớ thiệt nè. Chuối lượng cái chân luôn. Ngổ nè. Lặn không được. Lặn nổi đít luôn. Cái một cái giò ơi. Chắc có lẽ là mình đi hướng khác quá chứ tình hình này chỗ này là thấy thua rồi. Ở đây một hồi nữa là mình đấu luôn. Ăn Ngô Phi không bữa nay giết về thành con khô. Đúng rồi. Dạ, một không cũng đụng nữa kìa. Nên nó chuối ở dưới nè, mặt đất dưới là nó dày con luôn á. Đi giò còn đạp. Lặn không được, ngồi giò luôn nữa. Ngô Phi vô dữ. Đẻ nhiều dữ. Trời ơi, không có cái lóc bắt Ngô Phi ăn lỡ. Khổ rồi. Nước sâu giờ khổ. Cái đường nó cái đường mưa, đường nước.
nước gì vậy? Nó chui vậy nè. Cả nhà ơi, có ai mà thích ăn cá khô, cá rô phi không? Thì mùa nước năm nay là mấy nay mình sẽ làm món khô rồi mình bán rẻ rẻ cho. Một cá bằng giò. Giờ mò tay không được nổi. Giờ một cá bằng giò đụng nè. Cái này vậy đó chứ, hết bữa nước mà chắc là giật giật chút xíu nó đi là nhúc nhích nó chuối một cái, một ngày cái 50-70 ký cá rô phi á. mới đạp nó chạy nó kêu mà. Rồi. Một cá mà bằng giò mới ghê. Người ta cá là tao mà bằng tay à. Đây là cá. Mình gà, mình đụng cá mà mới lại. Đó hồi nãy thì mình thả anh Hùng xuống á, thì anh đi bắt vịt lai chờ ở đằng kia. Giờ Vinh chờ mình lại, chờ chạy lại mình cướp anh. Được mấy con vịt lai. Ta nhìn thấy hết rồi. Gần 400 người thấy rồi nè. Bay rồi. Nè, đâu có được không? Nó làm thịt nó kìa. Nó thịt cho nhớ kìa. Ê, ngồi dịch chim lai, cả nhà thấy dịch chim lai đậu trên đây cái ghi dấn chưa? Nào thịt chết dịch chân. Nhìn cái bầu dấn đằng đó đó. Mẹ lại lấy. Nào thịt chết dịch chân. Thấy đâu bay lại à? Ở đây là đồng ngập nước lũ. Từ sáng tới bây giờ thì cái này mới thành quả cao nhất nè. Ở cái cánh đồng này thì cá lóc cực kỳ là hiếm, được con đầu tiên luôn đấy. Có cá lóc rồi. Chú này đừng mơ. Chuyện có cá lóc rồi đó. Không, chẳng cái giò là xong rồi. Không mà nó không xuống đường mơn cũng bắt được nó. Bắt lên chính á. Có cá là mừng rồi. Gió hơi nhiều cho nên nổi sóng. Xa ha, tốt ngoài đầu cần luôn. Ở đây đã không có sới, nhiều khi là cái con cá nó chuối là mình bắt không có được nữa, tại vì nó chuối chạy thấy mình cái bọt mình úp. Nhưng mà rút cuộc lại nó đã chạy mất rồi, mình úp cái bọt nó cũng như không. Thế là Hùng Râu mình được con cá lóc bự kìa. Ai con này bự hơn con vừa rồi. Con còn phải chặn kẹp cái nữa, đừng con nữa. Nó xuống lồng mơn á. Hổng lên gì nữa. Giác này hình như bộ nước lên nữa hay gì đâu mà giờ tới cực cổ luôn kìa. Sắp đường mơ. Đường mơ này khó úp à. Ở dưới đường mương luôn hả? Dính đường mương rồi. Đừng cái loại đây. Dài dòng dòng nữa là có con. Nó đứng nhẫn lắm. Lại động. Đúng không? Mồi gì vậy? Thọt giỏi chứ. Mồi xịn. Gây găng cái đường mương không à.
cái vậy đừng mưa. Có lý rồi, có lý rồi. Vậy là hồi cấp hồi sáng thì mấy anh em mình đi ở trên đất đồng bằng là nó không có ha. Cái này nó ở dưới mương rồi. Xài ấm rồi, xài Trung Quốc. Bây giờ thì xuống nè. Đi đón lại nha, có bỏ nhà thôi hả? Giờ cà phê thì mình ăn không ngon rồi, bây giờ thì mình kiếm vịt lai mình ăn thôi. Đó, mình đổi món. Này là thiên nhiên ưu đãi. Giờ bà canh thì có hàng cá vô hộp. Đội vụ vậy đó. Cái bộ môn này thì hồi xưa ông bà hồi xưa mình cũng có làm đó. Nghề này lâu rồi. Rồi thì bây giờ thì anh sẽ đi. Đó. Đi sao đi, đừng đi chui vô trong bầu vớn trong nha, người ta tưởng cá là người ta đổ đó, cá linh người ta đổ rồi. Kèo cỏ bây giờ ở phía bên tay phải đó, còn nó ở phía bên tay trái kìa. Đàn cũng đi gần gần lại rồi đó. Cách cũng tầm khoảng cỡ mười mấy hai chục mét vậy. Nên đi rất là chậm ha. Chào, nó bay lại đó kìa. Nó bay lại gần luôn. Rồi bay đi luôn rồi, đây vào bên kia. Nó bay qua bên đầu cây bên đó đó. Đó, chỗ đó đó. Còn vịt lai nó dễ anh Hùng. Mãi nó ở bên cái cục gom muống, giờ nó bay qua bên trên cái cây đi điển này. Nó bay qua bay lại cho anh Hùng nó lội qua lội lại nè. Hiện tại thì anh qua cũng gần tới rồi đó. Giờ chẻ lên rồi kìa. Dính nè. Rồi, bây giờ thì anh đặt công nước mình cho nó lặn rồi. Không gặp cái gì hết. Không có con nào hết trơn phải không? Ai cũng thấy hết trơn rồi đó. Có gì đâu nè. Những người ở trong màn hình là thấy hết trơn rồi đó. Đó. Có gì đâu, có gặp gì đâu. Bữa nay thì mấy anh em mũi côn mình thì có bộ rất là thất thoát là nguyên do lúc này nó lên quá sá mạnh này. Con cá bây giờ nó là nó đi đâu á, rất là thưa. Chơi chơi gọi chú về, nó nói tới nước giật nó mới chạy về. Xuống tiếp tục nha. Cái này như cái ụ này thấm nước à. Cái này gió quá chừng gió. Cái bên nó mới vừa xuống nè, còn anh Hùng lúc ở trong kia kìa, nó không thấy mình như nó không thấy mình vậy. Nó
bây giờ thì rồi nó bay nữa rồi kìa. Nó bay đâu vậy? Nó bay qua bên đó rồi. Bây giờ nó bay lại đó, ở đằng này cái bên mình mà nó tự động nó giật mình rồi nó bay luôn à. Nó bay qua bên đó nó đậu tiếp. Thấy cái chĩa nhỏng nhỏng lên rồi đó. Nè nè nè, chĩa nhỏng lên rồi nè. Nó quái nó nhìn kìa. Bụt. Bụt. Dính nè. Nước ngập lúc cái đường vớn nè. Dính rồi. Thôi giờ mình chạy đẳng mình rước luôn. Tới số ông ba lại ngay một chị. Nó nhảy lận cận nhảy ngay luôn. Nó có nó bay lại, nó vớt cá bay lại ngay một chị luôn. Khỏi, khỏi cần rồi. Nó tính thôi là nó giao cho đặt công nước cho nhanh cho rồi. Được một em. Quá hên. Bữa nay cái hình như cái tầm gió, gió tối ngày nay luôn, ta không có ngừng luôn. Được có nghe một à. Cái này bán em trắng phải không? Ừ. Bây giờ đổi là em đen. Em đen. Hay không? Hay hay hay. Đổi trắng hay đen nè. Vô đâu bây giờ đen nữa. Hay không? Hay không? Trời ơi. Đã cốc nước từ vậy trở lên biến trắng thành đen à. Biến đen thành, biến đen thành trắng. Thấy không? Nè, biến cái nữa nè. Biến cái nữa ra cái áo. Hết rồi đó, hết biến rồi, biến hết được rồi, hết hết sạch rồi. Mấy anh em mình vô trong cái hai cái cây cồng chỗ này nè. Có cái bóng mát rất là đẹp luôn á. Mát rượi rồi, gió hiu hiu nữa. Tắm rửa sạch sẽ hết rồi. Thì bữa nay á, là cá nó nhiều dữ lắm luôn á. Trong nguyên một thùng cá luôn nè. Nhiều mấy nhục luôn. Cá lóc. Rồi cá rô phi. Được có bao nhiêu nè. Cũng một thao nha. Bộ mà. Bữa nay cá lóc nhiều quá. Đi càng ngày cá càng nhiều á. Giết mắc cỡ luôn cả nhà. Thì mình ủi côn á. Cái này nước lên quá mạnh rồi cái con cá nó mất tiêu luôn rồi. Còn cá lóc đó nha, bữa hổm á thì mình đi chừng 2-3 tiếng đồng hồ mấy ký lô. Bây giờ nó đâu có tiêu hết trơn rồi. Thì giờ được bao nhiêu nè. Khoảng mấy ký cá phi á, với là mấy con cá lóc. Mấy anh em mình cũng làm xong hết trơn rồi nè. Thì thực đơn của cái bữa cơm bữa ngày hôm nay thì gồm cỏ ha. Rồi, ở đây thì được một mâm, mâm hột xoài nhỏ. Bên này được một mâm, bên đó 4 con, bên này 3 con. Này mình ra thịt hết trơn rồi nè. Còn ba cái xí quách cánh. Xí quách cánh thì mình cũng cắt ra rồi. Còn cá lóc. Cá lóc với cá rô phi. À, vậy là cái này mình làm món gì giờ? Có bông điển với bông chuối mình nấu anh chua đi. Nấu anh chua cá đó nè. Để hấp cho nó trôi trôi chút cái mệt rồi. Trôi 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 để mắc nhạn hay gì? Ba con vịt lại đó mình chiên chiên tương hột. Chiên thuốc tương hột. À, chiên thuốc tương hột. Rồi mình chiên rồi cái mình thấy từng hộp cái mình xuất nó vô. Còn bông súng với bông điên điển thì một lát mình sẽ nấu canh chua ha. Còn mấy xíu quách cánh là mình cho vô nồi canh chua hay sao? Cho nấu canh chua luôn, mình cạp cạp, nút nút bẩn. Chứ mình tính chiên, chiên thì nó khô quá khô. Không có gì để ăn hết. Rồi, một món chiên với một món nước ha. Cái này thì mình có cắt ra nè, cắt ra là nửa miếng đó, nửa miếng thịt gì đó. Cái này nửa miếng, bên này cũng nửa miếng, miếng bên phải, miếng bên trái. Rồi bây giờ thì mình sẽ chiên sơ trước ha. Chiên chín luôn chứ đâu phải chiên sơ. Chiên chín thì cả mình thấy tương hột của mình xuất vô. À. Rồi à, cái này thì mình còn chờ ha, chờ dầu cho nó sôi. Cho nó nóng dầu lên.
trâu thì đang lặt bông đi biển. Này gấp cái mũi trâu chi chi hồn. Đồ phái thịt trâu. Bông điện điển này á là bông điển lúc này thì nó khỏi phải nói nhiều lắm nhiều rồi. Bông điển ngon nhất là cái bông nó búp búp á, trời còn coi vô. Bông cái bông búp này nè. Bông búp như này có nở, nở là không có ngon đâu. Dầu mấy giờ nóng tới gì nè, chiên nó cái là nó không có na, không có dằn. Hết dằn rồi. Nó cũng nhảy nữa cho nó không có dằn. Mấy bông mình thấy trễ rồi nha. Chiên luôn chết rồi. Cái chảo này mình chiên đâu được 4 miếng 5 miếng. Khéo khéo thì ra 5 miếng nè. Bây giờ xin được 5 miếng ha. Giờ mình chiên cho nó chín. Tới nữa là khi mình ăn là một mỗi một miếng này nè. Hỏi ai dành nữa đi. Mày ăn xương à, tao ăn thịt, tao ăn xương, mày ăn thịt. Hỏi thằng miếng đó, thằng nào thích miếng nào gấp miếng nấy đi. Con điển này con điển già mà sao cái miếng già dữ ta. Cỡ này có phù sa, chắc hình như có phù sa, nó tốt, nó sùng lên nó tốt, bông nó bự. Bông mạnh hoành không à. Trời văn thuốc tê tê gì vậy. Cái này là ngon nhất á, bông chỗ này nè. Bông này ngon lắm á. Còn mà bông nở thì nó cũng không ngon đâu. Có bông nào nở không? Có mà ít. Có số. Nè, bông này gì là ngọt, còn như bông nhỏ nhỏ thì ngon ngon rác không? Nở ta hay trễ của nó nở. Mà cái bông nhỏ xíu đó là biết người ta nói ăn là ăn sao không? Ăn đồ cha ăn xuống. Ừ, đúng rồi đó. Ta ăn là phải bông bự như vậy nè, nhưng mà nó còn bấp nha. Bông bự gì á thì nó ăn không có đã. Bông nhỏ nhỏ gì ăn nó mới đã, mới phê. Nó mới ngon, dữ thơm, mà nó ngọt dữ lắm. Vừa. Còn bông này này nó quá quá nở. Quá nguồn này nở rồi đó à. Vậy là cái độ ngon nó là mới hết rồi đó, hết rồi, bị ông nó hút mặt hết rồi, hết ngọt rồi, sâu nó đeo nữa nè. Bông điện điển là mình lựa mình ăn là như vậy đó, là cái bông nào nó búp búp nhỏ thì nó ngon, nhưng mà nó đừng có nhỏ quá, nhỏ quá thì không được. Nhỏ quá là mình, như mình ra ngoài đồng mình hái là nhiều khi nè. Gì ăn mới đỡ nè. Rồi vậy đó. Đi gì mà hai bán hai rồi. Hai kiểu này là đem bán là người mua tao phái lắm, nhưng mà lắm. Những người nào người ta đi ra hái sau là người ta không phái. Người ta cũng phái nữa. Tao phái mấy thằng quay chơi mất dạy. Không còn một bông gì để ăn hết. Mấy đây mà mau vàng ha. Vàng tươi ha. Cái này là một cục vậy là một ly hay sao? Một cục là một ly. Còn chống lỗ nào thì mình tiết kiệm thời gian, chống lỗ nào mình nhét vô lỗ nấy. Tại vì nó gần chín rồi đó. Cái nó giật thịt lại bớt rồi cái teo teo lại nè, cái này chà bá lại giờ còn mới lớn nè. Cái teo lại cái mình thêm vô hoài được. Cái loại gạo bông súng bông điện điển thì tới mùa nước nổi là hình như là nó đặc trưng luôn ha, nó là đặc sản của miền trong nước chứ. Một cặp cái này là đúng là một cặp song sinh nó đi cùng nhau, bông súng bông điện điển mà dạng mà bông súng thì bông súng mai bông súng tà nha, chứ không phải bông súng xiêm. Bông súng xiêm là không có đi chung được, bông xiêm bông súng với tất cả lũ về là bắt đầu có bông súng bông điển tự động nó có bông à. Đó là điều đặc biệt của ở miền Tây nước lũ. Miền Bắc không biết có bông súng loại bông súng ta, bông súng A không à. Chứ còn mình ở đây thì tới mùa là có. Hoặc là mấy cái đồng trũng ngập nước quanh năm là sẽ có. Nhất là đục nước phèn á ha. Đúng rồi, nó nói là chuyên gia mấy ông nội này là ông ở vùng nước phèn không.
chỗ nào có nước phèn chỗ đó có thấy bông súc nó nhiều á, nước phèn mà nước phèn trong chứ không phải nước phèn đỏ nha. Phèn đỏ thì nó phèn đỏ là nó chua là không có có đâu, tại vì chua là cái đường nhạt bông súc này nó chua quá là nó tái nó nguội chưa. Nước phèn mà nó trong như vậy nè, mà nó trong hơn này cũng không sao, nhưng mà vẫn nó có. Đó kia là nước phèn là phèn ngọt á, phèn lợ á, là nó đỡ con một phèn đỏ với phèn xanh, phèn xanh là nếu mà uống vô còn té ruột té gan chỉ bông súc chua, nó chua. Cái đó là múc nước lên là chuyển sang cái bếp anh làm vô nấu lẩu luôn á, lẩu chua lặt bông lặt ra để vô chấm luôn á, chua kinh lắm. Chậu thì mình chuẩn bị cái chảo nước để mình nấu cái nồi canh chua. Bây giờ thì làm cũng một lượt với bên anh Hùng anh chiên nè, cái này anh chiên xíu nữa thì cũng vừa, thì mình nấu cái nồi canh chua cũng vừa. Gì bỏ vô nè, bỏ nghe cho nó chua, canh chua nó lên mấy cái bọt nhỏ rồi nè. Bây giờ thì mình cho me vô, chút cục me, cho một cục nữa đi. Hũ này nhớ tới chén đường, nhớ tới chén đường. Để cầm hũ chua lại nhớ tới cái đường ha. Rồi cái này cho mình cho nước me xong rồi mình nêm cho vị vô luôn chưa? Khỏi rồi mình thả ba con vị lan vô cho nó mềm trước đi. Rồi mình thả bỏ gia vị vô. Mình thả mấy cái xíu quách này vô. Dầm dầm nó ra. Khỏi dầm thôi. Mấy cái xíu quách thì mình cho vô mình trước để cho nó chín, còn cá thì mình sẽ để sau. Cá đây có cá lóc với cá rô phi mình sẽ cho vô sau. Ở đây mình đang chiên mấy con vịt lai ấy, thì ở ngoài kia con vịt xiêm lai nó lặn vô cái bên mình luôn. Đâu qua này nè. Hết đầu thai rồi. Đâu rồi? Đó nó nè, nó lội nè. Lặn hay thì chứ rồi. Con vịt xiêm lai nó lặn rồi. Nữa còn nữa mấy con. Nó lặn cái bên nè. Mời rất tiếc là mấy anh em mình cũng đủ bữa cơm bữa nay rồi chứ không có bắt nữa. Nhiều quá. Không phải không muốn bắt nữa mà tại hết đầu thai rồi. Xuống nó bắt được rồi đó, lên chùm nhẹt thôi ạ. Nó cũng khổ. Ăn cái bữa nào đi, dịp khác nha. Cái nó lặn vô cái bên luôn kìa. Đó, ôi lặn nữa rồi. Nó xiên lặn, nó lặn hoài. Cái này nè. Đâu mất kêu rồi. Nổi lên cái coi coi. Đó. Đây nè, đây nè. Ôi nó lặn kìa. Nói chung ở quê mình thì mấy cái con này nó nhiều dữ lắm chứ không có ít đâu. Mấy anh em mình chỉ bắt bằng tay là đúng đâu có nhiêu đâu, ăn không có bao nhiêu chứ. Con đó thì ăn con cần cọc á. Nó gấp được con cá rồi, nó đang sốc rồi. Cá này giống như cá trắng trắng, giống như cá linh. Lặn xuống nữa rồi. Con nêm được đó. Trộn trộn nó cái đi. Sờ nó. Nước mè ra đi dành nước khác rồi ha. Có nước mè nó đục màu. Úi dạ. Cậu cậu. Có dần, có dần. Ủa có nước sao mà nổ bốc bốc hoài ha. Mở ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm vô. Một cái thằng nêm, ít đường, với ít muối.
ở đây mình em ném nhưng mà ở ngoài kia con vịt lai nó lội 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 hoài vậy. Em ném theo mình luôn. Kè kè nó lội ngoài đó ra. Ở ngoài nó cũng đang ăn. Nó lội hoài ngoài đó đó. Cái bên gì đó. Bây giờ thì mình cho một ít muối vô nó là xong. Ngày chắc một muỗng muối à. Cho mấy cá nó vô. Nó nằm trên luôn nghe. Cá thì nó mau chín cho nên mình để sau. Còn bãi xí quách thì nó chậm chín mình để trước. Mới cho nó mềm. Từng cá rô này. Cái này mình để vô vậy là một hồi là nó có thể lệnh chín một lượt. Chứ ở phía bên cái chả này nè. Ừ, bên cái chiên tương hợp. Tại anh can rồi mà. Nãy mình ngon bá cháy sợ kìa. Đầy chảo luôn. Cái gỗ luôn. Tự nhảy hoài. Ăn rồi ăn vịt né. Vịt né hả? Rồi nó thôi ra gai này rồi. Bây giờ là mình thắng tương hộp. Tương hộp vào ăn trước rồi tới tương hộp. Rồi thì ngon mình đang để muối nha. Tại tương hộp nó mặn sẵn rồi mình để muối là mình nghỉ ăn luôn á. Là mình thắng cái nước tương hộp trước rồi một hồi mình sẽ trộn mấy con mà mấy miếng thịt mình chiên xong rồi ha. Mình thả vô cái mình trộn. Ở đây thì nãy giờ cũng chiên xong rồi cũng được một dĩa dung trùng luôn. Còn nhiêu đây để làm gì? Cho hết luôn. Đó, bây giờ thì anh Hùng anh thắng tương hộp rồi bắt đầu mình sẽ nêm gia vị một ít đường, một ít hạt nêm là được rồi. Đấy, mình dằn cái độ mặn của tương hộp lại á. 3 muỗng đường. Là mình cho nó ngọt ngọt. Mình dằn cái độ mặn nó lại. Cam chín ngọt. Cái cho nó chín đều hết trơn thì mình gấp ra mâm. 3 muỗng ai thì ngày ai cần nó màu rồi. Cái này mình chở lại cho nó đều, cho chín cho nó đều á. Nó nằm trên không thôi mình gấp ra cái mình bỏ dao vô cái mình nào mình đang cái muốn ăn nóng thì mình thả vô cũng được. Nói cái này thì anh Hùng anh đang thắng nè, cho nó kẹo kẹo lại một chút là mình sẽ trộn mấy cái miếng thịt vô ha. Đúng rồi. Thắng hồi sau có khi nào mà hồi mình làm cái gì không ca? Cái gì nào? Kéo 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 tương hộp. Ê, cái đó là lọc lạ của Việt Nam mình không? Kéo kéo tương hộp là lọc lạ luôn á. Màu rất là ngon ha. Bây giờ thì mình sẽ cho nè, kéo 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 gì dừa dừa gì nè. Dừa thôi. Là mình trộn vô ăn cho nó rút ba gì la mình nó rút vô hết luôn. Rồi cái mình nhắc nó mình gửi vào bọn mình ra. Cái đó nó không rút con, cái này không rút nè. Đè vô cái thấm chà chà nó thấm. Hết sảy. Rồi cái hồi mình gấp ra còn cái nước á mình rứ lên trên cái nữa. Cái này mà có bánh mì mà mình bánh mì á mình chấm vịt đai tiêu hột. Cũng ngon. Cũng hết luôn. Này gọi mình cho lên trên. Mới xuống. Cái này vớt cá ra hay không? 9 giờ 9 mình vớt cá ra. Lửa nó nhỏ xuống. Chừng nào nó rút khô thôi ha.
không có khô được, cứ không khô được tại dầu mình bỏ nhiều quá. Cái này mình chặt co cục nhỏ nhỏ ra là nó rút mau đó, mau khô lắm. Tại cục mình cục bự á, cái gì là ngon rồi. Cứ nó rút đều ở trên cũng được. Gì đi vậy nè, mình nhấc xuống rồi cái này mình cho nó xuống ra mâm nè. Ra mâm. Đang hầm cứ tân hồ của mình lên đó. Chẳng biết cái ăn cho cái lớp trên nó xuống chứ. Nó nằm mấy lớp trên, nó nằm ở trên hoài, gọi lớp dưới nó thấm rút kẹo nẹo hết rồi. Dầu nhiều á, cái rút vô mấy con vịt lai của mình á. Vô trong nó thơm. Cho mỡ mặn ngọt ngọt. Rồi cái hồi cái mình gứ đồ bọng mình lên. Đồ bọng lên như là mình ăn cơm thôi. Bữa nay mình không có làm gì ra ngoài ra cơm. Cái xíu quách này sao sư phụ? Xíu quách nó gấp gà mầm luôn con. Gà mầm luôn rồi mình bỏ rau vô mới được. Còn con sót cá nhiều quá, còn sót cá luôn rồi. Nay vô một bầy luôn nè. Vô bầy cá cục phi. Thấy ham vô thấy ham ghê. Ngày ta ủi con điện á, người ta ăn cá lóc, còn mình anh em mình ủi con nghệ thuật, anh em mình ăn cá cục phi. Tại con nghệ thuật của mình, anh em mình nói tới nước Việt á, nó dính dữ lắm. Còn cái nước tiêu lên rồi là anh em mình đẩy con nó ít cái chuối lắm, chuối tàn cá cục phi không à. Chứ không cần mấy không bằng mấy anh em người ta mà lấy cung điện, cung điện anh em ta chuối đập cá lóc cái ham lắm, còn anh em mình ít lắm. Mùa tân hộp, mùa tân hộp nó thơm. Để sắp cái gì nè, hồi cái mình gứ ra còn ít nè, còn chút ít cái mình gứ nè, còn chút ít nè. Ba cái nước này lát mình sẽ gứ lên trên ha. Gứ lên trên nặng cho nó rút theo. Nếu mình chà chà vậy đó, mình gứ lên. Bỏ rau luôn ha sao? Bỏ rau vô con. Bỏ bông súng rồi trước rồi con bỏ bông điển sau. Sắp được ăn rồi. Tại tại nóng. Thấy không? Anh em mình cho anh mau hay không? Những cái gì để đều qua. Dài em ớt lên cái nữa. Mình bỏ ra ăn chua cho anh. Chiên tương hộp là nó lúc nào cũng phải có vài hộp cơ phộng cho nó thơm. Cái gì đó, đó. Trang trí anh em trang trí gì đó. Mình là ông trai mà, không bằng mấy phụ nữ. Phụ nữ thì làm nước nào nó cũng rất là đẹp. Còn anh em mình nông trai vụng về lắm, làm không bằng phụ nữ người ta đâu. Đằng kia anh em mình nhiều cái cũng hăng bì với phụ nữ người ta. Vậy đó, rồi. Mình sơi xuống rồi mình ăn rau thơm. Cái mình ngâm miếng muối nữa, mình chấm ba con đầu cá. Bữa nay mình cũng có chuẩn bị một mớ lá trúc mình đem theo, cái giờ mình sắc vô trong cái, mình trộn vô trong cái mấy thịt vịt lai mình chiên đậu phộng nè, chiên tương hột. Thấy vô nó thơm lắm. Châu thì chuẩn bị cái chén muối ớt thần thánh, thì chén muối ớt lát mình sẽ chấm với là đậu gạo canh chua.
cả nhà ơi, thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình bữa nay đi uối côn, thì uối côn bữa nay hơi thất bại rồi, thì cũng được một mớ cá à. Thì mấy anh em mình cũng có đi kiếm được mấy con vịt lai nè, thì cũng làm được bữa cơm chiều có hai món. Mấy cái xí quách này thì mình nấu canh chua với cá. Đây là nồi canh chua, canh chua bông súng bông miền biển. Còn món thứ hai thì thịt vịt lai nè, mình này là mình chiên cương hột. Bữa nay mình làm hai món chiên cương hột, lát mình ăn với rau, rau sống thì có đậu rồng, dưa leo, mấy rau diếp cá, rau thơm nè. Rồi kèm theo mình có lai gai xương xương. Mời cả nhà cùng cơm chiều với xương xương cùng mấy anh em mua xương miền quê của mình buổi chiều nha. Chân xương của anh em mình nha. Tại con bữa nay thất bại rồi, nước cứ dời lên tới đây rồi. Giờ mình không có ủi được cái mình gặp nó ba cà chấp chấp đó. Mình lụm nó mình kiếm một bữa cơm chiều mình ăn chứ không có nói anh em đói chắc. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Bữa nay nhờ mấy vịt lai. Cá thì nấu giết xấu hổ. Ui con chỉ có được có một mâm một à. Này, cá rô phi với cá lóc được có mâm một đó. Được như đó là mừng lắm rồi đó. Rồi tên lại tử là nấu nồi chua ngon à. Sao sư phụ? Chấm điểm à, chấm điểm à. Chín điểm không được 10 điểm. Đây 10 điểm là của sư phụ à. À con hứa sư phụ. Này nè, để đâu cho đó hai người chấm đi. Ừ. Mình hết sảy cái chén nước chấm. Mình lấy rồi chấm lên ra đây mình xếp ra đây. Một chiên mới. Đặc biệt nên cậu Sáu là chấm bánh kỳ. Để đi. Thử cái món vịt lai xào tương hộp coi. Đây. Là mình ăn thử ra coi nó có mặn có lạt mình biết được mình chấm nha chứ. Mình mà ăn thiệt cái rồi nó mặn, mình chấm cái nó mặn rồi ăn không được. Mặn không? Hay vừa ăn? Vừa ăn. Vừa ăn luôn ha. Ừ. Nhưng cái món này mà chưng rồi. Thầy chạy luôn. Vậy là không cần chấm nữa. Ừ. Ăn xui nha. Ở đâu rồi đấy nha. Phụ này chia đều cũng cái ức cái đùi à, chứ không có ai mà được hai cái hai đùi đâu sợ. Ừ. Một chút nó hơm. Liên khúc hay sao? Đúng rồi, mình chơi liên hoàn mà. Thịt hết sức nó bự rồi. Mình chiên đều nó hộn cục mặn ngọt lắm. Nó là hơi dai. Chứ không bằng mình luộc. Mình luộc hay mình nấu canh chua vậy đó. Thì nó rất là mềm. Còn này mình chiên nó dai, phải nó khô. Có lá chút thơm ha. Để lá chút vô ăn bá cháy luôn. Thơm lần. Béo béo cái gì đậu phộng không? Mà lâu lâu anh em mình làm thử cái món vịt lai chiên thuyết tương hộp này cũng đây có lý. Tương hộp này nó ngọt ngọt ăn rồi họ có uống nước rồi uống chứ. Tương hộp dần được nó ngọt ngọt đó. Ngọt uống đúng vậy luôn. Tương hộp cái vị mặn dữ lắm. Cái giá thịt nó mình chiên ra ở trong ấy mình còn mềm à.
mới giờ chín là mình nhắc mình cho nó xuống này chứ không cho vàng, tại vì vàng quá là khô. Con vịt lai mình nó khô là nó không có rút gương nước vô nữa. Thấy hình như là mình chiên là thịt nó còn nhiều hơn so với mình nướng nha, nướng nó hơi khô. Đúng rồi. Nó mất thịt, còn cái mình chiên cái thịt nó còn đầy đủ á. Với kèm theo là do mình để cái tương hột có cái chất nước của tương hột á, nó sẽ không có bị không có khô. Nhiều thầy à. Chất nước cái tương hột cái chất dầu á, nó rút. Nó rút vô cái đùi này mình chấm thử ra. Cảm giác mình chấm thử thì nó ra sao nè. Rút cái thịt còn á chứ. Chấm ăn được không không? Hay là cũng vậy à? Mặn quá. Vừa ăn à, chấm nó muối mặn quá. Nó thấm vô trong thịt luôn ha, vừa ăn luôn ha. Ừ. Nó rút vô. Biết sao mà nó rút vô dữ không? Anh bắt cỏi kêu không? Không thẳng mình chà gì nè, mình chà luôn. Rồi rút vô cái mình lật lại. Rồi nó đều quá. Hầu có cái hậu ngọt ngọt là thái núp hoài luôn. Nói gì? Giống như nước chấm tương hột với sụ kia, chấm gạo chấm bì leo. Thái gì cho nóng rồi. Cái cho qua bữa này cá mắm người uống vừa vô mé chừng nó cần có mấy cái bụi mà coi lùm có muốn á, thấy không, lại cái nó trắng giả con chừng luôn, nó không gà nó sâu nó gom vô trong mấy cái cục cỏ theo mấy đường mương á. Mình đẩy ngoài láng không có luôn, lại mấy đường mương là có nhưng đường mà nó chuối mình khó bắt lúc đó mấy anh điện mới bắt dễ. Đường mương mà thấy trắng giả chừng nha. Cái này cá ubi lớn là nó cũng mập dữ lắm. Cũng ngu à. Cái này mình kẹt cảnh rồi mình ăn như vậy. Chứ anh em mình kiếm tính không bắt, nó phải có cái đốc anh em mình đâu có bắt nó đâu. Cá chuối xuống nước. Cá giờ nó khôn quá. Nó thần tinh nè. Ốc cái nằm là ốc cái nằm nửa chứ nửa trên. Ừ. Mình lấy ra 2 giờ mình chậm lại nữa. Dụng tính dự kiến là mình bắt cá lóc luôn à. Cái cà phê này còn nhỏ mình mà để lại á, cho nó bự thêm chút xíu nữa. Là thường thường mấy anh em mình bắt là cá bằng bàn tay không nè, nhưng mà bây giờ mới có nửa bàn tay là mình bắt rồi. Kẹt quá biết nói thì sao. Ê, thường thường ta nói là gì, bằng cùng xin đầu tặc đó. Không thì ba không bắt mấy con cá nhỏ đấy gì ăn. Kẹt cũng bắt ăn mà nói nào ngay cỡ 3-4 ngón tay là ok rồi, cá đó là ăn ngon rồi. Béo à? Đúng rồi. Muốn ăn cô phi lại vô nguyên bày. Tại vì ở đây cá nhiều quá nên mấy anh em mình gọi là bắt cá lựa đó, chứ không có phải là nói mà nói cá bơi lớn mà mình bỏ hay là mình thả gì không phải. Năm nay cái lượng cá nó như cái nhiều kinh dị lắm. Chứ ở đây anh em mình ăn cá nó quá trời dư rồi, dư giả cá luôn á. Tại nó tên nước mà lên gọi một cái là chỗ nào cũng là cá chăng. Và con nít mà 7-8 tuổi mà cầm gần cao gan hồi giật hồi cũng một đống cá luôn á. Năm nay cá vịt dinh cũng nhiều, cá ubi cũng nhiều. Tới cái nước phân đồng nó bắt đầu nó nhóm giật nhẹ là lúc đó là bảo đảm là giữ nó rồi. Nó ngọt đi gan mà nó tình do luôn á. Nghèo xèo tim. Ừ. Để nguyên cục bự thấy hơi khó cạp ha. Xay một tay cầm cạp bị xay ha. Nhưng mà cầm nguyên cục bự với ăn nó mới đã nè, nhỏ quá không ngon. Cạp nó mới khúc hơi. Đúng rồi. Cô cầm tay cái nguyên cục bự mình cạp. Có gì mình bóc cũng không sao đâu. Mình cầm gì của mình à, mình ăn không mà. Đó, miếng gặp nè, trắng bông luôn. Mắc
xương mặt lá. Cầm cái miệng giật tê tái nha, tật 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 tật. Thịt sáu thịt nó dài sọc. Thịt nó béo quá, nó đấm nửa bà phải không? Mít đường rồi vô quá. Đấm vô trong cái thế thịt ở trong à. Ăn vô thì nó mềm. Nó mềm mà nó béo không? Nó hơi mặn cái là do cái đường hột, đường hột mà nó mặn mặn vậy ăn nó ngon. Nó bắn đi cái mùi miếng vịt lai này, không còn cái mùi nữa. Cái mùi của nó bắt bắt hoài luôn á, đường hột á. Mùi mặn mà có cái hậu ngọt. Cái mùi này đổ nước là xỉu luôn đó. Mặn mặn ngọt ngọt nào. Mặn mặn ngọt ngọt dễ uống nước lắm. Ăn nó là ăn mắt ngay luôn á chú. Chi quách này hết sảy luôn. Chi quách này ngon. Cái này mình có hai món, một món chấm mình là một món không chấm này ngộ ha. Món kia chấm cũng được nhưng mà hơi mặn. Cái này là xíu quách cánh vịt lai nấu canh chua. Nó cũng mềm chứ, đâu có mềm ha, chứ đâu có dai đâu. Mềm. Còn mùi tại không? Vì cái mùi của canh chua bằng me, nước mềm. Me nó chua đó, nó làm cho nó mềm. Nước cần tỉ để chua chua. Nó rút vô. Ngay cục thịt ức ức thịt không à. Cái này là không có anh em nào quản vị đùi có nè, ức có luôn, ức có nè, xương cũng có luôn, không ai quản vị hết. Gần như là người nấu bên rồi. Chua này chua 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 ngọt ngọt mặn mặn. Nóng. Cái lóc còn phải chấm mình sấy gì nè, nó lăn lăn gì nó cho nó rút vô đều với cái thịt đó về con cá nó mới ngon. Còn mình không chấm mà mình ở trên mình chờ là nó ở ngoài da các bạn, con cá nó không có thấm vô trong cái miếng thịt, nó không có thấm nữa. Mấy ngày nữa là bắt đầu nước mới phân đồng, chờ nước phân đồng cái khi mà nước bắt đầu dịch hơi á thì con cá nó mới có cho lợi, mà đặc biệt nhất là con cá rô phi với cá lóc. Cá rô phi là đứng đầu, cá rô phi ở đồng mình là nhiều nhất luôn, đứng đầu dữ lắm. Không biết sao mà nó khi mà nước lũ về là bắt đầu nó có theo kinh khủng luôn ha. Nó có không hiểu luôn rồi quá chừng đó, cũng không biết được. Cái mình cái giò nhìn nãy giờ mới thấy cái giò, mình thì phái cái giò, cái giò đó là không có thịt gì, có da với răng mà
mà nó béo, chủ yếu là nó béo rồi chứ ngoài ra là thịt nó không có bằng. Nó giòn dữ, cái gân câu à, à. Gân nó béo, béo dữ dội béo, chứ nó không có thịt xíu à, nó có mê da mà. Cá rô gì cũng ăn hết á. Này cá lóc nó xuống đường mương. Mấy nay hai bình thôi, thôi cái mặt cá lóc rồi. Hẹn bữa nào nước dịch bắt lại. Hẹn vài bữa đi. Mấy giờ con cá là béo không? Tuồn. Nó bóc nó mới không tuồn.